như là mình hay mắc kẹt vào những đối tượng vật chất như là nhà cửa, tiền bạc, xe cộ. Rồi mình cũng hay bị mắc kẹt vào những đối tượng phi vật chất như là sự khen ngợi, sự ghi nhận, sự yêu thương, sự công nhận từ một ai đó. Xin chào bạn thân mến, chào mừng bạn đã quay trở lại với video chia sẻ của Tuệ An. Và trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những giải pháp giúp cho bạn có thể bớt đi cái tật lo âu, rồi suy nghĩ không cần thiết, xử lý những cái sự bất an ở bên trong tâm hồn. Và từ đó mình sẽ sống một cuộc sống thảnh thơi hơn, ít sự mệt mỏi hơn, và bạn có thể tận hưởng cuộc sống này một cách đúng nghĩa hơn. Trong một vài video trước thì chúng ta đã cùng tìm hiểu những dấu hiệu, biểu hiện của việc bạn đang lo lắng quá mức, bạn đang bị mệt mỏi mà ngoài tầm kiểm soát của mình. Bạn cũng đã tìm hiểu một vài nguyên nhân, và tôi ăn nhắc lại là những nguyên nhân lớn nhất là đến từ phía bên trong bạn, đến từ việc mình nắm giữ quá nhiều, đến từ việc mình mong đợi quá nhiều, đến từ việc mình sợ hãi quá nhiều. Và trong video này chúng ta sẽ cùng đưa ra những giải pháp để cho chúng ta có thể xử lý điều này. Và Tuệ An muốn đưa cho bạn một cái góc nhìn mới một chút. Mình đang nói về sự lo lắng, sự mệt mỏi và cái sự suy kiệt ở trong tâm trí của mình. Vậy thì điều ngược lại với những cái thứ này là gì? Chúng ta có thể gọi tên chung của những cái điều lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi, đó chính là sự bất an. Vậy thì điều ngược lại với cái sự bất an này ở phía bên kia ấy, nó chính là sự bình an. Vậy thì thay vì chúng ta tìm những cái giải pháp để cho chúng ta bớt lo âu đi, chúng ta bớt mệt mỏi đi, thì chúng ta hãy đi tìm những cái giải pháp để cho chúng ta có nhiều sự bình an hơn. Đương nhiên là nó cũng có những cái điểm tương đồng, nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà với Tuệ An thì thích nói về những cái điều tích cực hơn. Nên bây giờ nha, chúng ta sẽ đi nói về những cái giải pháp để cho mình bình an. Và những giải pháp để cho bạn bình an chính là cái cách đối trị lại với sự lo lắng, sự bất an, sự mệt mỏi trong cuộc sống. Để có được sự bình an thì có rất nhiều người sẽ nhắc ngay đến việc là mình đi thiền đi, mình đi chơi đi, mình đi đọc sách đi, mình đi nghe video đi. Tất cả những cách này nó đều tốt. Nhưng mà hôm nay Tuệ An muốn chia sẻ với bạn một cái góc nhìn sâu sắc hơn, một cái góc nhìn mà nó ẩn sâu hơn một tầng so với những cái giải pháp đó. Những giải pháp đó là phương pháp, là hành động. Và bây giờ các bạn phải hiểu được cái sự cốt lõi của sự bình an này. Đầu tiên, sự bình an của một con người nó sẽ đến từ đâu? Cái nền tảng để cho chúng ta tiến đến được sự bình an đầu tiên phải kể đến đó chính là sự tự do. Nhắc lại nha, chính là sự tự do. Và ngay trong giây phút này bạn có thể ghi xuống cái keyword đó là sự tự do. Nếu một người không có sự tự do thì sẽ không thể nào có sự bình an được. Và sự tự do là một trong những cái điều rất quan trọng của mỗi con người. Mà khi chúng ta lắng nghe nội tâm của chúng ta sâu sắc, chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng bên trong tâm của chúng ta đang khao khát sự tự do. Và cực kỳ khao khát điều này. Tự do là gì? Tự do là việc chúng ta không có quá nhiều những sự ràng buộc, chúng ta không bị mắc kẹt quá nhiều vào những đối tượng xung quanh. Vậy nên mình nhìn lại xem mình hay bị mắc kẹt vào những đối tượng xung quanh không? Đó là yếu tố để cho mình mất tự do. Thì mất tự do thì mình sẽ bị bất an, mình sẽ bị lo âu, mình sẽ bị mệt mỏi. Như là mình hay mắc kẹt vào những đối tượng vật chất như là nhà cửa, tiền bạc, xe cộ. Rồi mình cũng hay bị mắc kẹt vào những đối tượng phi vật chất như là sự khen ngợi, sự ghi nhận, sự yêu thương, sự công nhận từ một ai đó. Vậy thì để mình có giải quyết được cái sự lo lắng bất an thì mình phải có nền tảng là sự tự do. Và sự tự do thì mình phải giảm bớt sự mắc kẹt, ràng buộc của mình vào những đối tượng này. Không phải là chúng ta bảo không mắc kẹt vào vật chất nữa thì bây giờ đi sống một cuộc sống nghèo khổ. Cái đó không đúng nha. Tại vì nếu như chúng ta mắc kẹt vào sự nghèo khổ ấy, bần cùng hóa cuộc sống bản thân ấy, thì nó còn tệ hơn là chúng ta mắc kẹt vào giàu sang nữa. Nhưng sự không mắc kẹt ở đây là có cũng được, không có cũng được. Và chúng ta sống một cuộc sống biết đủ và rất đơn giản. Giống như là chúng ta có xe hơi đi thì cũng tốt. Mà chúng ta không có xe hơi đi thì cũng không sao hết. Chúng ta đi xe đạp cũng được. Giống như vợ chồng Tuệ An vào thời điểm này là đạp xe đạp này. Và thấy rất là vui, cũng chẳng làm sao. Mặc dù khi hai ông bà đạp xe đạp ở ngoài đường thì mọi người đi ra ngoài đường là bị mọi người nhìn cười ghê lắm. Nhưng mà Tuệ An thì lại thấy buồn cười lạ ngược lại. Sao là tại sao nhìn đường này có rất ít những chiếc xe đạp mà chở đôi như là mình. Thấy toàn xe máy rồi ô tô rồi đi rất là nhanh.
không có được sự thong dong tự tại như là mình. Nên mình thì lại thấy là người ta đáng thương, còn người ta thì lại thấy ở chắc là ông bà này nhà chắc nghèo khổ lắm nên là mới đi xe đạp. Nhưng khi bạn bớt mắc kẹt vào những cái yếu tố liên quan đến vật chất ấy, thì đó là nền tảng của sự tự do. Và ngoài những yếu tố vật chất thì mình cũng bớt mắc kẹt vào những cái yếu tố phi vật chất như là sự ghi nhận, sự yêu thương, sự công nhận đề cao. Bởi vì thật ra là mình trải qua rồi thì mình thấy nó cũng chỉ đến thế thôi mà. Và có hai đối tượng sẽ dễ giảm bớt được cái sự mắc kẹt này. Số 1 là cái đối tượng mà thấy rằng mình đã trải qua hết rồi. Có danh vọng mà mình cũng trải qua rồi, có tiền bạc mình cũng trải qua rồi, mất mát mình cũng trải qua rồi, nên lúc này mình buông xả nó dễ lắm. Tụi An tin rằng các bạn mà hay theo dõi Tụi An có khá nhiều bạn như thế này đó. Mình thấy rằng mọi thứ nó cũng chỉ đến thế mà thôi, nên mình sẽ bỏ bớt được những cái sự ràng buộc một cách rất đơn giản. Thế rồi có những bạn khác thì sao? Có những bạn khác thì chúng ta nhìn thấy những cái tầm nhìn mới, chúng ta nhìn thấy một cái lối sống mới, được tự do một cách đích thực, chứ không phải là những cái tự do rất là đơn thuần như là mọi người hay nói, như là tự do trong hôn nhân, rồi tự do tài chính, rồi có nhiều tiền để đáp ứng phong cách sống nọ kia. Mà mình nhìn thấy tự do ở một góc độ sâu sắc hơn, đó là không có mắc kẹt nhiều, không có bị ràng buộc nhiều. Thì đó chính là cái nền tảng, cái chìa khóa để cho các bạn mở lối mình khỏi những cái sự bất an, khỏi những sự lo lắng, khỏi những sự mệt mỏi, để tiến được đến sự bình an. Và cái điều số 2 á, mà con người cần phải có, đó chính là sự hiến tặng. Là phải để chúng ta loại bỏ đi được sự mệt mỏi, là chúng ta phải bớt nắm, mà chúng ta phải buông, đúng không? Buông ở đây á, là buông những thứ mắc kẹt rồi. Buông ở đây cũng là chúng ta phải biết cách, chúng ta xòe bàn tay mình ra để chúng ta cho đi. Nhưng hiến tặng là cái gì? Hãy hiến tặng những thứ có giá trị với người khác. Và để bạn có thể hiến tặng được những thứ có giá trị với người khác thì bạn phải là một đối tượng có giá trị. Để bạn là một đối tượng có giá trị, bạn phải chữa lành những cái nỗi khổ, niềm đau của chính mình. Bạn phải biết cách làm chủ cảm xúc của mình. Bạn phải biết cách khơi dậy những cái phẩm chất tốt đẹp và thuần khiết. Bạn phải sống một cách có tử tế. Và khi bạn hiến tặng, bạn cho đi một đối tượng bên ngoài, là bởi vì lòng trắc ẩn của bạn, bạn thương họ, bạn yêu họ thật sự. Ví dụ như một người phụ nữ mà có một người đàn ông đi ngoại tình, hôm nay em sẽ đối xử rất là tốt với anh, bởi vì em hy vọng rằng anh sẽ quay trở lại với em. Vậy thì đây không phải là sự hiến tặng, mà em thấy anh đang đi ngoại tình, đang gây ra một cái nghiệp xấu, và mình thấy thương cái người đàn ông này và cái người phụ nữ, người thứ ba này quá đi, bởi vì họ đang ở trong vô minh mà họ không có nhận ra ấy. Thế nên là mình cũng không có cư xử tệ với họ, mình cư xử tử tế với họ để mình muốn giúp đỡ cho họ, biết đâu một ngày nào đấy đủ nhân đủ duyên họ nhận ra và họ trở nên tốt hơn. Thì đó là cái sự hiến tặng, nó xuất phát từ cái lòng trắc ẩn đối với những cái đối tượng mà đang khổ đau. Thế rồi để cho chúng ta giải quyết được vấn đề này, chúng ta phải hiểu giá trị của thực tại thì chúng ta mới chữa lành được, chúng ta cũng mới bỏ bớt những lo âu được. Tại vì lo âu á, thường là chúng ta lo những cái điều nó chưa tới, đúng không? Vậy thì chúng ta hiểu giá trị của thực tại để chúng ta thực tập sống ở hiện tại đi. Và hôm nay Tuệ An sẽ đưa cho các bạn một bài tập, một cái thử thách cụ thể. Và Tuệ An hy vọng rằng các bạn sẽ cùng thực hiện thử thách này với Tuệ An nhé. Đó là mỗi một tuần các bạn hãy dành ra một buổi, là ít nhất, hoặc là một ngày. Một ngày đó bạn sẽ không sử dụng mạng xã hội, không dùng điện thoại, không dùng laptop. Và bạn có thể thông báo trước với những cái người thân, người thương của mình trong gia đình là tuần này hãy cho tôi một ngày chủ nhật, tôi sẽ để tôi sống với chính mình, tôi kết nối với chính mình. Và trong cái ngày hôm đó ấy, bạn không có nói nhiều, thậm chí bạn giữ sự tĩnh lặng, gọi là tịnh khẩu luôn đi. Và bạn cũng không kết nối với những đối tượng ở bên ngoài, bạn kết nối với chính bạn thôi. Bạn có thể hình thành nên một cái thời gian biểu. Buổi sáng mình ngồi thiền, sau đó mình đọc sách, sau đó mình đi ra ngoài, mình cắm hoa, mình trồng cây, mình hít thở không khí, mình quay về mình uống trà, mình thiền buông thư, mình nghỉ ngơi, mình kết nối lại với bản thân. Và nếu như bạn dành được một ngày một tuần thì là điều tốt, giống như Tuệ An vẫn đang làm điều đấy, thậm chí là một tuần vài ngày luôn. Còn nếu không, ít nhất là một buổi một tuần, hãy kết nối lại như vậy. Đó chính là bài tập dành cho bạn, để bạn sống ở thực tại, để bạn kết nối với chính mình,
để bạn cảm nhận sâu sắc được chính mình, để bạn bước đầu xúc chạm lại với bản thân đi, nhận ra và chữa lành những cái tổn thương, cho tâm của mình được nuôi dưỡng, được ăn những thức ăn thiện lành, và bạn sẽ có nhiều sự vững chãi và thảnh thơi hơn trong tâm hồn. Hôm nay hãy cùng lên kế hoạch để thực hiện một cái ngày thảnh thơi như vậy bạn nhé. Chắc chắn với những cái giải pháp mà Tuệ An vừa đưa ra cho bạn, có những giải pháp tổng quan và những giải pháp cụ thể, các bạn hãy thử áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Tôi tin rằng các bạn sẽ giảm bớt được sự lo lắng, sự phiền muộn, sự suy nghĩ miên man trong cuộc sống, sự bất an không đáng có, và bạn sẽ có nhiều hơn sự hạnh phúc và bình an. Xin chúc cho tất cả các bạn